Mình chào các bạn nhé. Thì mình cũng nghỉ mấy hôm rồi. Này mình lại đi đánh trúng lườn mà. Bây giờ thì đi ở đâu cũng có đồng nghiệp đánh lườn nên cũng khó kiếm quá các bạn. Bây giờ lại phải chơi vào mưa rồi. Giờ ruộng cũng khô hết rồi. Thì hôm qua mình đánh ở trong đây là con mấy chiếc mình mang về đây để đánh nốt. Bây giờ mình và mình nhắc cho các bạn xem có lườn không nhé. Giờ các bạn đi theo mình thôi. Bởi vì thì đâu thấy đồng nghiệp đánh bởi đông thì khổ hết các bạn, đông họ cấy khổ hết, bây giờ chỉ có đi đánh lại thôi, nếu mà đánh chỗ mới là không có nữa. Bây giờ mình đẩy mình đánh ở đây này, đây còn mấy chiếc nữa rồi. Có lươn này các bạn. Đuôi được rồi. Đây lên. Cái lát không có lươn nữa các bạn. Xin một cái lát. Này, lươn. Rất to nhé, này con nó to. Đây, con lốt ống cái cung đang này nhé các bạn. Đồ lại cười nhé.
Đây các bạn, hồi cái lơi nó ngập rồi. Đây, ngập rồi. Đây lươn này. Đấy, lươn đó. Các bạn nhé, bây giờ là mình về tới nhà rồi. Bây giờ mình sẽ đổ cho toàn thể các bạn xem nhé. Tuyên gì mẹ? Này chúng ta ngủ dậy quên mất sáng bạch đi. Bố con lườn nó để lại lườn. Thank you.
lên lên này. Chứ nó mới còn to các bạn ạ. Các bạn nhé, bây giờ là mình về tới nhà này. Bây giờ là mình nói về phần hòm nhé. Đây là có một bạn đã đặt 30 đơn hòm 60 này. Đấy, vợ mình đàn này, đàn đang vẫn thiếu của bạn nhé. Còn một đơn của bạn ống 42 này. Yêu cầu của bạn là bằng cái vừa chè vừa nhựa nhé. Phần nhựa ở trong này. Đấy thì tí nữa vợ mình gửi mới đơn luôn. Cả 42, cả 48 nhé, cả 60 nhé. Đấy 48 là nam bằng tất bằng gọi là chè mới ràng này. Đấy. Đấy còn hòm 60 thì thiếu mất của bạn mất một chút nữa thôi. Đấy còn 42 thì tí nữa gửi cho bạn luôn. 42 đàn bằng giấy nhựa. Rất to nhé. Đấy thì còn một bạn đặt ở bên mình là ống 75 nhé. 75 thì có chi từ giờ đến chiều vợ mình sẽ làm cho bạn, xong gửi luôn cho bạn luôn. Hòm rất đẹp các bạn. Thế để tí nữa vợ mình đóng mới đơn gửi luôn cho các bạn. Mình chào tất cả các bạn nhé.